bạn cũng tới rồi. Hãy cho tôi biết tên bạn. Tên nghe thật hay. Chiêu tướng lĩnh là cách nâng sức mạnh quan trọng nhất. Nhấn nút triệu hồi. Bắt đầu nào. Bạn thật may mắn đó. Tiếp theo, hãy tới chinh chiến nào. Chuẩn bị chiến đấu thôi. Nhấp khiêu chiến boss. Nhấp Ava tướng phi. Bắt đầu chiến đấu. Khiêu chiến ải thắng lợi sẽ có thưởng. Làm tốt lắm. Tiếp theo, hãy học cách cường hóa tướng. Nhấp Ava tướng. Ghép tướng mạnh này. Bạn thật giỏi quá. Nhấp nút nâng cấp. Nâng cấp tướng. Nhấp nút mặc nhanh. Phải tiếp tục chiến đấu thôi. Nhấp đổi. Ra trận thêm nhiều tướng auto. Nâng chiến lực auto. Shop mỗi ngày đều làm mới các loại đạo cụ. Wow, nhiều thứ tuyệt vời ghê. Dùng lệnh bài vừa mua chiêu thêm tướng. Mau lên, tôi không chờ được đâu. Nhấp nút nâng cấp. Nâng cấp tướng. Tới nhận thưởng của bạn. Nhớ tới xem mỗi ngày nha. Đây là một linh thú vô cùng lợi hại. Chỉ cần hoàn thành vài nhiệm vụ đơn giản, hắn sẽ là của bạn. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nhận thưởng ăn tu. Mỗi ngày quét lần đầu được miễn phí. Hãy nhìn đi, đây là sức mạnh thay đổi rồi. Nhưng bỏ phần tìm kiếm.
lại bỏ ta lại một mình. Công đi dội, có thần trận này ắt phá được. Ta giữa tiếng chửi giang còn hơn làm anh hùng mở mệnh. Trương gia nữ tướng bắt đầu từ đây. Quốc ngựa công địch, trần thắng tùy kích. Kẻ làm ta bị thương phải đền gấp 10. Thiên nhân Trương Phi ta ở đây. Nhân nghĩa đạo đức không phải lý thuyết suông. Ngày qua nở sẽ là lúc trùng phùng. Ta tuy ngoài 50, nguyện dùng phần đời cùng. Tử Long ở đây, chúa công đừng lo. Ta chính là hóa thân của trí tuệ. Dạ, huynh, dạ. Phụ thân ở trên, công cực. Đừng có mà mố rìu ở cửa nhà. Kỳ lân xuất thế, ngày này. Chuẩn bị mang chút phong cách hùng miêu lên chiến trường ngư. Các ngươi nhận khác gì lũ kiến? Mọi thứ đều bị ta kiểm soát. Ta quá thật thất vọng của các ngươi. Đối đầu với ta, tất cả đều phải chết. Cánh cổng điệp. Trầm ngư lạc nhạn. Hiểu kẻ địch quan trọng hơn hiểu chính. Đã có chúng ta, sao lại có lượng? Đạp gió vui đùa, ý chí vẫn bừng cháy. Tài hoa của ta lớn hơn dung mạo ta. Sự uy phong của phụ thân ta há để người nhạo báng. Thanh mai chữ tủ, những anh hùng ai là anh?